Xong bây giờ con lấy một ít dầu ăn cho vào chảo. Con cứ làm việc đi. Cứ làm việc đi. Rồi, cho chút dầu ăn vào chảo đi. Vừa thôi. Được rồi, tốt rồi. Bật bếp lên, bật bếp lên. Con thấy cho vừa đủ thôi, nhưng không phải làm hai mẻ. Con cho săn sắc rồi, thấy đều ra đủ mỏng một lượt là được. À, tí nữa nếu nhiều quá ta làm hai mẻ. Khi nào mà thấy nó vàng rồi thì cho lửa nhỏ. Chưa vàng thì kệ nó. Nó lửa nhỏ mấy trăm? 400. 400 được rồi. Khi nào mà thấy nóng giòn lên, nóng vàng lên thì cho 200 thôi. Lúc đầu con cho to lên chút được bởi vì là lên bao nhiêu? Cho nó nhanh chín. Cho lên 800, 900 đi. Xong lúc nào thấy nó sôi một cái thì bắt đầu mình cho nhỏ. Nó sôi chưa? Dầu nó sôi chưa? Tí. Dầu nó sôi chưa? Nó sủi lên tạch 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 tạch. Thế thì bắt đầu lật đi. Sôi đấy, mày nghe tiếng lách tách là sôi đấy. Chứ sôi rồi con cho nhỏ lửa đi. Hôm nay có thể cho lên 200 thôi. Rồi à, ta lật đều nó lên. Lật xong là thấy nó vàng cả hai mặt, nghĩa là nó đã chín.